Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Trường Bóng Đá. Quý vị và các bạn thân mến, Trường Bóng Đá xin cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn tới quý vị và các bạn đã dành những lời đóng góp ý kiến quý báu dành cho chúng tôi. Trước khi đến với bản tin bóng đá sáng sớm ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể dành chút thời gian để đăng ký kênh, sau đó bật thông báo để đón nhận những tin tức bóng đá mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với bản tin chi tiết trong buổi sáng sớm ngày hôm nay. Trong phần đầu bản tin này thì kính mời quý vị và các bạn đến với những phát biểu của huấn luyện viên U19 câu lạc bộ Sarajevo sau khi đội bóng này đã để thua đội U21 Việt Nam với tỷ số sát nút 1-2 vào tối ngày hôm qua. Phần tin thứ hai chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một thống kê đáng buồn cho đội tuyển Việt Nam với tuyển Thái Lan trước thềm cuộc đối đầu tới đây tại sân Mỹ Đình. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe thông tin chi tiết. Như quý vị và các bạn đã biết thì tối ngày hôm qua đội tuyển U21 Việt Nam đã thắng đội U19 Sarajevo. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp trước các đại diện của tuyển Việt Nam. Để thua U21 Việt Nam và mất cơ hội giành quyền vào chơi trận bán kết giải U21 quốc tế 2019, huấn luyện viên Zenan của U19 FK Sarajevo đánh giá rất cao trình độ của các lứa trẻ của Việt Nam. Thậm chí những cái tên như Danh Trung hay Xuân Tú còn đủ trình độ để sang châu Âu hoặc Bosnia-Herzegovina chơi bóng. Vị huấn luyện viên của U19 FK Sarajevo cho biết, nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam có thể chơi bóng tại châu Âu. Điều ấy là hoàn toàn bình thường vì rất nhiều cầu thủ trẻ của nền bóng đá của các bạn đủ trình độ sang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Bosnia-Herzegovina. Thậm chí họ còn có thể thi đấu tốt ở một vài giải của một số nước châu Âu. Tôi không biết tên họ nhưng có hai cầu thủ tiền đạo của U21 Việt Nam đủ trình độ sang châu Âu chơi bóng. Họ nhanh, tỉ đè tốt và đặc biệt là khả năng hoạt động độc lập rất hay. Ông Zenan cho biết, tôi đã đối đầu và thua cả U19 lẫn U21 Việt Nam. Theo tôi thì U19 Việt Nam là đội bóng chất lượng hơn đội U21 của các bạn. U19 Việt Nam tập trung lâu hơn, có lối chơi gắn kết và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giàu thành tích và giàu kinh nghiệm. U21 Việt Nam có thể mới tập trung với nhau gần đây nên lối chơi chưa được thuyết phục. Huấn luyện viên U21 FK Sarajevo đã dành lời khen cho lứa trẻ Việt Nam. Ông cho biết tiếp, chúng tôi đến từ châu Âu, không có nhiều thời gian để làm quen với điều kiện sân bãi và thời tiết ở đây. Vậy nên, trận gặp U19 rồi đến trận ngày hôm qua là trận thứ hai, mọi thứ mới tốt dần lên. Ở giải đấu sau, nếu được mời thì chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho tốt hơn. Huấn luyện viên Zenan lý giải cho nguyên nhân thất bại của đội bóng đến từ châu Âu. Vào ngày 3 tháng 11 tới đây thì giải U21 quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra lượt trận cuối cùng của giải. Theo đó thì Đại học Hanyang của Hàn Quốc sẽ đối đầu với U21 FK Sarajevo vào lúc 15:30. Ngay sau đó thì U21 Việt Nam sẽ chạm trán với sinh viên Nhật Bản vào lúc 18 giờ. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đến dự khán tuyển thêm quân cho U22 Việt Nam phục vụ cho SEA Games 30. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 11 năm qua thì đội tuyển Việt Nam chưa có một lần được hưởng cảm giác chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan tại một giải đấu chính thức. Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 tới đây. Đây là trận đấu vô cùng quan trọng bởi nó trực tiếp quyết định số phận đi tiếp dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đã 11 năm qua thì đội tuyển Việt Nam chưa thể thắng được đội tuyển Thái Lan qua những giải đấu chính thức. Lần gần đây nhất thì hai đội gặp nhau ngày 5 tháng 9 vừa qua đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã nối dài quãng thời gian không thắng được người Thái. Kể từ hồi tháng 12 năm 2008, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Việt Thắng và Công Vinh. Sau đó trở về sân nhà Mỹ Đình thì tuyển Việt Nam của chúng ta cũng chỉ có được một trận hòa 1-1 trước người Thái. Sau chức vô địch AFF Cup 2008, tuyển Việt Nam cũng không có nhiều cơ hội gặp Thái Lan ở các giải đấu chính thức. Phải đến 4 năm sau, tại kỳ AFF Cup 2012, Việt Nam chạm trán đối thủ đầy duyên nợ này. Lần này, người Thái trả đủ cả gốc lẫn lãi cho trận thua cách đó 4 năm bằng chiến thắng thuyết phục 3-1. Không chỉ vậy, trận thua đó còn khiến cho đội tuyển Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng AFF Cup 2012 một cách đầy đau đớn. Chưa hết, tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á cách đây 4 năm về trước,
đội tuyển Việt Nam lại một lần nữa gây thất vọng với hai trận toàn thua. Lượt đi, đội tuyển Việt Nam thua Thái Lan 0-1 trên sân khách, nhưng đến trận lượt về, chúng ta còn gây thất vọng tràn trề hơn khi thất thủ 0-3 ngay tại sân nhà. Dĩ nhiên là nhiều người sẽ nhắc đến chiến thắng 1-0 của đội tuyển Việt Nam tại Kings Cup vừa qua, nhưng nên nhớ rằng giải đấu này chỉ là một giải đấu giao hữu nên chiến thắng đó cũng chỉ mang tính chất tượng trưng về mặt tinh thần. Chính vì vậy, các cổ động viên Việt Nam đang hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng các học trò của mình có thể làm nên lịch sử để xóa dấp không thắng trước người Thái trong 11 năm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.